Cô ai vậy trời? Bữa nay mày bận đầm váy tao thấy mày cũng hấp dẫn quá hả? Ông này vô duyên quá, thì con gái người ta cũng có lúc mặc đầm thì mị vậy. Mà ông đi đâu mà gần vợ xích xa chút đi, lỡ người ta tưởng tôi với ông bồ bịch nữa. Mày nghĩ sao vậy? Tao già gì quen mày. Tao trời, cái nhỏ này nói tao dê. À ôi, ông là hả già dê hả nhất cái xóm này luôn á. Mà mày đặt sao xạo vậy? Anh Crash ơi. Đâu ta? Cô tiệm này hả? Điên thái. Không có phải như cô nghĩ đâu, thật sự là bây giờ hồi nãy tôi anh đừng có nói nhiều nữa. Anh tính ăn cắp cái đầu dừa ngâm rượu đúng không? Tôi ăn cắp, tôi đem về nhà luôn, tôi trả cô làm cái gì? Thật sự là nãy đừng có giải thích được cái đầu biết đấy. Trời trời. Chị Hai qua ăn sáng nè. Ừ, đợi xíu, đợi xíu nha. Nè, của con. Ê, bữa nay đông khách quá à. Thôi, ngồi ghép bàn giùm dì Hai bữa nha. Dạ được. Ngồi đây đi con. Dì Hai, cho con một tô không giá nha. Rồi, ok, có ngay, đợi xíu nha. Anh gì ơi, cho em ngồi kế chút nha. Sao lại là thằng cha biến thái này nữa? Ăn gần xong rồi đi lẹ đi cho chỗ người khác ngồi nữa. Hay quán đông không? Tính ra là tôi ngồi đây trước luôn á. Cô lại đây là cô ngồi ké tôi. Cái đồ đã biến thái rồi còn không ga lăng nữa. Ga lăng chị? Ga lăng là có no không? Hủ tiếu đây. Dì Hai. Ơi, con kêu không giá mà dì Hai. Trời đất ơi, cái tô có giá đó của con cu này nè. Còn cái tô không giá của con đây nè. Tôi lại đây á, tôi ăn lần hai tô. Cô mới về ăn tô của tôi đó. Dì Hai, làm cho con một tô khác có giá trả lại cho ổng đi. Không có cần đâu dì Hai ơi, cô mới ăn đũa à, không sao đâu. Khoan khoan khoan, nhưng mà tô này tôi lỡ ăn rồi. Anh không thấy mất vệ sinh hả? Cô ngủ dậy không đánh răng hay sao mà kêu mất vệ sinh hả? Cái đồ đáng ghét. Chắc tôi thương cô. Dì Hai, con mang về nhà ăn nha, tí không trả tô sao? Nè, cái gì vậy, tự nhiên quạo vậy? Ê, mày làm gì nó chửi mày đáng ghét này kia cái nọ vậy? Chắc là vì bệnh lâu năm mà giấu đó vậy. Chạy đi. Trời ơi, mới sáng sớm à. Trời, mày mát quá ta. Em gái, đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi, hỏi chi vậy? Anh có này hay cho em coi nè. Nói cái gì? Tao mẹ ẩn. Mày biết không, mày biết không, lập chết cha mày giờ à. Biến thái mày, bỏ đi mày. Biến thái luôn à. Biến thái nó chạy rồi. Ôm gì mà chặt dữ vậy, đau tôi đó. Cái thằng cha kia, ai cho anh lợi dụng đụng chạm tôi vậy? Tính ra nãy giờ cô ôm tôi mà, cô lợi dụng tôi thì có. Biến thái đi đường đó đó. Gì vậy? Ủa? Là sao? Chửi về dùng đi. Hả? Cái gì? Anh không chửi giờ tôi tự chạy xe. Ê, bậy rồi, bậy rồi. Tính hơi nghe nghe. Mà nhìn cũng dễ thương chứ. Ngồi yên đó. Để tôi chở về. Không ôm té nữa nghe. Đó. Ai đó? Tưởng ai? Vụ gì bấm chuông dữ vậy? Cho anh nè. Gì đây? Cảm ơn chị hôm qua nha. Hả? Tôi nói là cảm ơn chị hôm qua nha. Sao không nghe gì trơn ta?
Nói gì vậy? Tôi nói là cảm ơn chuyện hôm qua nha. Cảm ơn chuyện hôm qua hả? À, chuyện hôm qua là chuyện gì ta? Tại vì nó có rất là nhiều chuyện. Cái chuyện là tôi chở cô về tới nhà, còn cái chuyện là tôi giải cứu cô khỏi cái thằng biến thái, giúp hai chuyện mà cho có một bịch trái cây à, không thèm. Chứ bây giờ anh muốn sao? Con mắc gì thái độ với tôi? Tôi không có thái độ. Ngày hôm qua tôi giúp cô á, giống như là tôi mắc nợ cô vậy. Thôi mà tôi không có thái độ. Nhận đi, nặng quá à. Không. Nè. Không. Nhận đi mà. Không. Trời ơi, bình thường á như chó với mèo vậy đó. Mà hôm nay á, bà đặt tặng quà, tặng trái cây đồ. Bởi người ta hay nói gì ta? Ghét của nào trời cho của đó đúng không? Đúng luôn rồi đó. Thôi đi. Thôi đi. Cũng xứng lắm á. Ê, đi đâu hả? Làm gì ngại? Thích tôi rồi phải không? Tôi không có ngại. Ai thì thích anh? Nè, cái đồ đáng ghét. Tự nhiên thấy dễ thương quá vậy ta. Ê, tối nay đi ăn chè nha. Sao tự nhiên mà cắt máy tính của con? Mày. Con sẽ tự đi làm, con sẽ tự sống để cho ba má thấy. Con đi xin quá trời luôn, mà lại tới đâu người ta cũng lắc đầu hết á. Làm việc kiếm tiền dễ như chơi game sao? Con chưa nếm cảnh thất học khổ như thế nào đâu. Con ở đó đi, từ từ con thấm nha. Ba, sao tự nhiên mà cắt máy tính của con? Mày. Mình trốn học mày đi chơi game đúng không? Ở nhà tao nói mày thì mày chống đối. Mày bỏ ra ngoài mày đi chơi game rồi mày bỏ học. Trời ơi, tao đánh mày chết. Tôi lại ông mà sao ông đánh con hoài vậy? Con không học, con cũng không muốn thi đại học. Tại sao cứ phải thi đại học là mới thành công hả ba? Có biết bao nhiêu người thi đại học cuối cùng cũng đem tấm bằng về treo chuồng gà đó thôi. Còn cũng phải đi làm nghề khác để kiếm sống. Chơi game có gì là xấu hả ba? Cũng có biết bao nhiêu người nổi tiếng nhờ chơi game cũng kiếm tiền được từ game. Người ta khác, mày khác. Mày biết tao với má mày vất vả là vì cái gì hả? Mày tưởng bao nhiêu người người ta thành công người ta không phải học hả? Tao với má mày ngày xưa đã không đủ điều kiện để ăn học, dồn hết cho mày. Bây giờ mày trả ơn trả nghĩa với tao như vậy đó hả Trung? Trung, con sai rồi, bây giờ con xin lỗi ba đi. Ngày mai á con phải quay lại trường học. Không, con quyết định không đi học, cũng không thi đại học nữa. Trung, con đừng có quá đáng. Má không có binh được con đâu. Con phải đi học, nghe không? Được. Bây giờ mày có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục đi học rồi thi đại học. Hai là xách đồ đi ra khỏi nhà này. Được. Là ba đuổi con đi, là ba ép con. Con sẽ đi, con sẽ tự đi làm, con sẽ tự sống để cho ba má thấy. Trung! Ông ơi, Trung ơi. Trời ơi, ông bình tĩnh đi. Trời ơi, bình tĩnh. Sao mà khổ gì không biết nữa. Vô đây. Nè, chỗ là mày ở trong đây nè. Trong đây hả chú? Ừ. Vô đây con. Dạ. Yeah. Đồ bỏ đó đi. Ở đây ngủ một đêm 20 ngàn, mà ở ghép với một người nữa, chắc thằng kia đi làm hồi nó về đó. 20 ngàn hả chú? Ừ. Con gửi chú. Mà nè, đồ đạc ở đây cẩn thận, của mình là tự giữ, mất không có đổ thừa chú nha. Đúng rồi, đi lên đây, đúng rồi. Lên, giết, giết nó. Giết nó. Mới tới hả?
Dạ mới tới. Đi lên đây. Đúng rồi, giết nó. Giết nó. Mày tắt đèn ngủ đi. Ồn ào làm sao tao ngủ được. Dạ chú. Sao sáng giờ đi xin việc làm được không? Con đi xin quá trời luôn mà không ai nhận con hết đó. Thì cũng đúng rồi, vòng vòng ở đây công ty nước ngoài không à, con không có bằng cấp làm sao xin vô được. Hèn gì con đi xin quá trời luôn mà lại tới đâu người ta cũng lắc đầu hết đó. À chú biết ở đây có công việc nào phù hợp không, chú giới thiệu cho con đi, việc gì con cũng làm được hết đó. À được rồi, để chú hỏi vợ chú coi. Thấy bà nhận đồ gia công cho người ta mà đang cần người phụ đó. Mà mày làm được việc gì không? Dạ được, con chỉ cần nhìn sơ qua thôi á là con làm theo được à. Chú cho con nhìn theo cô, con học hỏi theo cô là con làm được. Được rồi, để chú hỏi bà coi sao. Dạ vậy là được rồi, con cảm ơn chú. Sao khó quá vậy ta, bữa nhìn cô làm dễ lắm mà. Alo, má hả má? Má gửi tiền cho con chưa má? Đợt này ba bệnh không đi làm được nhiều nên khó khăn dữ lắm. Ba mà phát hiện má gửi tiền cho con thì chết má đó. Thôi con về nhà đi. Chào chú. Sao? Làm được không? Khó quá chú ơi. Con nhìn cô làm cũng tưởng dễ, giờ làm kiếm đâm tay con miết luôn. Nè, con nghĩ làm việc kiếm tiền dễ như chơi game sao? Mỗi công đoạn của người thợ làm rất là cực khổ được một cái áo. Trời ơi, chú nói làm sao á? Chú nghĩ chơi game như tụi con dễ lắm hả? Phải cần cả một cái quá trình luyện từ cấp thấp cho tới cấp cao mới chơi được. Chú thử chú chơi con được không? Ok, chú hiểu. Nhưng mà chú nói cho con nghe, đời chú thất học, chú khổ lắm. Nên bây giờ chú làm cái gì để kiếm được có tiền mà không phạm pháp là chú làm. Làm kiếm tiền để lo cho con ăn học. Dù có nghèo cũng phải cố gắng lo cho con ăn học. Trời ơi, con tưởng đâu chỉ có ba má con mới có cái tư tưởng đó thôi. Ai ngờ chú cũng có cái tư tưởng đó nữa. Cái thằng này, thời nào cũng phải học. Nè, chú nói cho con biết, con chưa nếm cảnh thất học khổ như thế nào đâu. Con đang trải nghiệm cái cảm giác đó nè chú. Rồi con ở đó đi, từ từ con thấm ha. Thôi chú về chú lo cơm cho mấy đứa nhỏ. Thấy mấy đứa nhỏ nè, học ngày nè, học đêm, học thêm nè. Thấy tụi nó học mà cực khổ lắm, chú thương dữ lắm. Thôi chú đi về, gắng mà lo mà làm nha. Cảm ơn anh. Anh ơi, anh coi giúp em á, có bị rớt đồ dùng học tập ra ngoài không? Không có rớt gì hết em. Của em nè. Dạ em cảm ơn anh. Ủa mà em về á, sao em đi có mình vậy? Nhà em ở đâu? Dạ nhà em ở quán cà phê đằng kia kìa. Ở quán cà phê đằng kia? Dạ. Để anh đưa em về nhà. Dạ thôi, cũng sắp tới rồi, em về một mình được mà.
Không sao đâu, nếu mà gần ở đây á thì để anh đưa về cho. Anh cũng đang đi tìm công việc ở gần đây. À dạ dạ, em cảm ơn anh. Đi, để anh dẫn em về. Đi theo anh nè. Dạ. Mày chạy qua đây giao tao hai ly cà phê coi. Giao cà phê hả anh? Ừ, khác lên. Dạ, để em đi giao cho. Trời ơi, Trung ơi. Mày làm có 3 bữa nay rồi mà đổ 10 cái ly rồi đó. Tháng này ông chủ trừ lương mày hết Trung ơi. Em xin lỗi anh. Anh xin lỗi gì mày đưa đây. Tao đi vô tao làm ly khác. Mày đây mày dọn đi. Bực mình. Ủa? Em mới đi học về hả? Dạ, em mới về nè. Em vô đây nè ngồi. Anh Trung ơi, vài hôm nữa làm thi xong tốt nghiệp rồi đó. Em sẽ cố gắng thi đậu tốt nghiệp để thi vào trường nhạc viện. Vì em mê nhạc lắm. Với lại á, em thấy má dành hết cả đời lo cho em rồi. Em sẽ không bao giờ phụ lòng má được. Con không học. Con cũng không muốn thi đại học. Tại sao cứ phải thi đại học rồi mới thành công hả ba? Có biết bao nhiêu người thi đại học, cuối cùng cũng đem tấm bằng về treo chuồng gà đó thôi. Còn cũng phải đi làm nghề khác để kiếm sống. Người ta khác, mày khác. Mày tưởng bao nhiêu người người ta thành công người ta không phải học hả? Tạo như má mày, ngày xưa ta không đủ điều kiện để ăn học, dồn hết cho mày. Bây giờ mày trả ơn trả nghĩa với tao như vậy đó hả Trung? Anh Trung, anh có nghe em nói không? Anh đang nghe nè. Bé Mai nè. Dạ. Em phải gắng thi đậu nhạc viện nha, để cho ba má được vui nữa. Dạ biết rồi, em sẽ cố gắng. Cơm đi con chơi game hoài đâu mà tưởng chết luôn á. Trời ơi, ăn miếng cơm của má con chết tới mạng rồi nè. Con không ăn ở đâu, má ăn đi. Ba con đợt này bệnh nên khó khăn, con về nhà đi. Dạ, ở đây nè cô. Anh Trung ơi, anh Trung ơi, anh Trung. Má. Má ơi. Má. Ủa, có chuyện gì hả anh Trung? Không có gì đâu Mai. Anh cảm ơn Mai nhiều lắm. Dạ. Sao? Con thấy cuộc sống của con á có giống như hy vọng của con không? Con xin lỗi má. Má ơi, con muốn xin phép má cho con được đi học lại. Má đồng ý nha má. Trà thơm quá ông ha.
Lo cái gì mà lo, chút nó về rồi biết. Thôi chứ cũng hồi hộp quá bà ơi, không biết nó thi cử sao đi nữa. Uống trà đi bà. Ba ơi, má ơi, ba ơi, con thi đậu đại học rồi, con đỗ thủ khoa luôn. Con được 29,95 điểm. Đâu, đưa ba coi coi. Trung, con nói thiệt không vậy? Bà ơi, con mình nói thiệt rồi bà ơi. Điểm cao lắm bà ơi. Khá lắm chàng trai. Ngồi xuống đây. Trời. Con trai, hôm nay thì bà muốn nói với con, cho ba gửi tới con một lời xin lỗi. Bởi vì thời gian qua ba rất khắt khe và gắt gỏng với con. Nhưng mà thật ra thì ba làm những điều đó là vì ba muốn tốt cho con. Con có hiểu cho ba không? Dạ, dạ thưa ba. Con mới là người phải nói xin lỗi. Con xin lỗi ba, con xin lỗi má. Thời gian qua con ghen quá, con bỏ học hành. Cũng may đó, là nhờ ba má thương con, con mới quay trở lại được con đường học vấn. Hôm nay con đổ thủ khoa, con muốn dành quà tặng này cho ba má. Con cảm ơn ba má nhiều lắm. Thôi được rồi, ba, giờ tôi quyết định về nha. Tôi sẽ thưởng cho con một dàn máy vi tính. Bây giờ con có muốn chơi game gì ba cũng cảm thấy yên lòng rồi. Ba nói thiệt hả ba? Thiệt chứ. Nhưng mà con hứa với ba má, con sẽ dành nó cho việc học. Khá lắm con trai. Mình là đàn ông thì trước tiên mình phải vững vàng về sự nghiệp, thì mình mới có thể lo cho bản thân, lo cho gia đình và lo cho tất cả những người mình thương yêu con trai ạ. Dạ, con biết rồi ba. Đây là bạn trai mới của tôi. Anh là chồng sắp cưới của em mà. Không cưới hỏi gì ở đây hết á. Là anh. Sao vậy hả? Tại sao vậy? Tại sao mày lại phản bội Phương hả? Tại sao mày đi với người khác hả? Cô gái này là ai? Nhưng mà vừa anh lại vô sinh. Đẹp quá anh. Ừ. Ê, cái này đẹp nè. Hay là em chọn cái này nha. Ừ, anh cũng thấy đẹp đó. Dạ alo, Phương nghe ạ. Hả? À, dạ. Dạ dạ dạ. Ai vậy em? À, anh ơi, em đi công việc một lát. Anh về trước nha, xong việc em về. Ừ. Dạ, chào bác sĩ, tôi là Quân. Bây giờ tôi đến lấy kết quả xét nghiệm của hai vợ chồng tôi được không ạ? Vừa anh đã đến lấy rồi thưa anh. À, dạ, cảm ơn bác sĩ. Có chuyện gì? Em đang làm cái gì vậy hả? Hả? Thằng này là thằng nào? Tại sao em lại đi với nó? Đây là bạn trai mới của tôi. Đấy. Bạn trai mới? Ừ. Em nói cái gì vậy Phương? Em có biết em đang nói cái gì không? Biết chứ. Mà anh có bị điếc không? Tôi nói đây là bạn trai mới của tôi. Không, không phải như vậy Phương. Buông ra. Buông ra coi. Nói chuyện đàng hoàng nghe. Mày không có tư cách nói chuyện ở đây. Tao là chồng sắp cưới của Phương. Còn tao là bạn trai mới của cổ. Mặt xác mày. Em giải thích đi, chuyện này là sao hả? Anh là chồng sắp cưới của em mà. Cưới hỏi gì ở đây? Không cưới hỏi gì ở đây hết á. Tại sao vậy hả? Tại vì tôi thích. Anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì có lỗi với em? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh muốn biết lý do phải không? Phải, nói đi, tại sao? Tại vì anh nghèo, không có xứng đáng với tôi. Anh có dám chắc chắn sau này cưới tôi về á, cho tôi được một cuộc sống sung sướng hay không? Hay bắt tôi ở trong khu nhà ở chủ của anh suốt đời? Anh nghĩ kỹ lại đi. Anh nhìn lại bản thân của anh đi. Làm đàn ông con trai á, luôn có ba cọc ba đồng mà đòi cưới vợ hả? Đừng có làm mơ.
Hồng. Anh không tin, không thể nào như vậy được. Em đã lừa anh có đúng không hả? Phương, về với anh đi. Bỏ ra. Nè, người ta đã nói như vậy rồi thì anh nên hiểu đi. Nếu là đàn ông thì anh nên có suy diện. Tôi nói cho anh biết, từ đây về sau á, đừng có tìm tôi nữa. Mình đi anh. Phương, đồ ăn này được chứ bộ. Vô vô miếng nè. Công nhận bữa sinh nhật Tuấn vui ha. Bữa nó mời cũng đông với hai anh ha. Ừ, đâu cũng dâm khách á. Ê mà hôm đó công nhận anh thấy con Lý con... Là anh. Là anh. Ê, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mày lại phản bội Phương hả? Tại sao mày đi với người khác hả? Cô gái này là ai? Anh làm cái gì vậy? Em bỏ tay ra đi. Tôi mới là vợ của anh nè. Phương nào ở đây? Bỏ tay ra. Mày bình tĩnh đi. Muốn nói chuyện với tao mày phải buông tay ra. Mày giải thích đi hả? Cô gái này là ai? Tại sao mày lại phản bội Phương hả? Đồ khốn nạn. Điếu giả. Tại sao mày quen với Phương? Để cô ấy bỏ rơi tao. Rồi bây giờ mày phản bội cô ấy hả? Mày nói đi. Mày nói đủ chưa? Tao đã nói với mày rồi. Thật ra là Phương không muốn quen mày, nên nhờ tao đóng giả là bạn trai để cho mày thấy như vậy. Mày chia tay mày hiểu chưa? Còn cái vấn đề mà tại sao làm như vậy đó, thêm gặp Phương mà nói chuyện, tôi không có biết. Tôi cũng rất là mệt mỏi trong cái chuyện này, hiểu chưa? Tại vì Phương là bạn tôi thôi, tôi mới giúp. Anh được. Không tin thì đi gặp Phương đi. Ok, đừng có làm phiền hai vợ chồng tôi nữa. Em ơi, tính tiền em ơi. À, đứng lại đó. Tôi không cho anh đi nha. Anh làm gì vậy? Bỏ tay tao đi. Giờ mày muốn sao hả? Mày muốn tao giải thích sao? Tôi muốn anh làm rõ ràng cái chuyện này. Rõ ràng cái gì? Tao đã nói đây là vợ của tao. Tôi là vợ của anh. Còn Phương á, chỉ nhờ tao, hiểu chưa? Đông dạ thôi. Đó. Mày điên hả? Đi em. Phương ơi, Phương ơi, Phương, mở cửa cho anh đi Phương. Phương ơi, Phương, mở cửa cho anh đi Phương. Phương ơi, Phương. Cậu, à, nghe nè. Dạ. Cậu đừng có kêu nữa, hình như là cậu dọn đi rồi, mà đi đi mấy bữa rồi á. Dọn đi rồi, à, chị ơi, chị có biết là cô ấy dọn đi đâu không chị? Tôi cũng không biết, ủa mà hai người gây nhau hả? À, dạ không. À. Cảm ơn chị. Mấy cái đứa này thiệt. Dạ chào bác sĩ. Chào anh Quân, anh đến đây có việc gì không anh? Dạ thưa bác sĩ, tôi muốn đến hỏi kết quả khám sức khỏe của vợ chồng tôi lần trước. Vợ anh đã đến lấy hồ sơ rồi mà, anh không biết gì hay sao? Dạ không, tôi muốn hỏi kết quả chính xác một lần nữa. Anh thì không sao, nhưng mà vợ anh lại vô sinh, không thể sinh con được. Thank you.
Em yêu, anh nhớ em nhiều lắm. Bây giờ em đang ở đâu? Cuộc sống em như thế nào? Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Hãy hồi âm cho anh biết nha. Em ơi, em có phải là Phương không? Dạ đúng rồi, em là Phương nè chị. Mà có chuyện gì không chị? Có một người khách quen của quán chị muốn nhờ chị tặng món quà này cho em nè. Ủa, nhưng mà em đâu có quen người ta đâu mà nhận quà hả chị? Nhưng chị nhận lời người ta rồi, thôi em cứ nhận đi nha. Nhưng mà nha, cưng. Chị ơi, chị. Anh mời em một ly cà phê được không? À, anh Quân. Chào em. À, anh ngồi đi. À, à, em dạo này thế nào rồi? Em vẫn khỏe. Còn anh? Anh thì vẫn một mình. Công việc của em tốt không? Công việc em vẫn tốt. Mà anh dạo này làm gì rồi? Thì cũng như trước đây thôi. Em có hạnh phúc không? Em... Người ta có đối xử tốt với em không? À, em... Em... Thật ra anh... Anh sao? Anh có việc anh phải về trước. Em cứ ở lại nha. Trước khi về, anh có món quà muốn tặng em. Em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi mở ra đó. Tạm biệt em. Thank you.
anh Quân. Anh Quân. Anh Quân. Anh Quân. Em xin lỗi anh. Em sai rồi. Em xin lỗi anh nhiều lắm anh Quân ơi. Em đừng nói như vậy. Người có lỗi là anh. Anh đã không quan tâm. Anh không biết mọi chuyện mới để em chịu khổ như vậy. Em sai rồi. Em yêu anh lắm anh Quân ơi. Em yêu anh lắm anh Quân ơi. Em khờ quá. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm anh Quân ơi. Dù em có thế nào thì anh vẫn mãi yêu em mà. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu.